Chào tất cả các bạn, rất vui vì được quay lại với các chủ đề về cuộc sống. Thì gần đây tôi có dạy một cái cô học viên là từng là quản lý cấp cao của tập đoàn bất động sản Novaland và cũng một số giám đốc. Thì qua cái quá trình mà làm việc với họ thì tôi cũng có trao đổi thêm về cuộc sống riêng, và đặc biệt rằng là tôi rất chú trọng vào là cái quá trình mà họ từ một cái người bình thường mà vươn lên được những cái vị trí cao cấp đó. Và từ đó là chúng ta có thể nhìn nhận lại cái giới thế hệ trẻ ngày nay là các bạn đang sống như thế nào. Chúng ta cùng đón xem nhé. Vâng, và chúng ta đã quay trở lại với lại video về chủ đề làm sao mà để từ một người bình thường vươn lên một cái vị trí cao cấp đến như vậy. Thì trước hết là tôi kể qua một số nét mà những bạn mà tôi đã tiếp xúc và tôi nói rằng là các bạn làm như vậy là sai. Thí dụ như rằng là rất nhiều bạn trẻ ngày nay cho rằng là chỉ cần là siêng năng là chúng ta có thể thăng tiến. Thì nếu như mà ai đã coi qua cái video mà tôi đã phân tích là làm sao để đẩy cái thu nhập của ta là từ 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu. Đó, thì nếu mà các bạn chưa xem thì các bạn có thể xem qua cái video trước đã. Thì cái tiêu chí siêng chỉ là một cái tiêu chí đầu tiên, và những người mà chỉ biết siêng không thôi thì thật sự là chỉ có thể kiếm được khoảng chừng là xấp xỉ 10 triệu một tháng. Đó. Thì nếu các bạn mà nói chuyện với lại là những cái người làm trong những cái tập đoàn lớn, ví dụ như rằng là tôi hỏi cái cô quản lý ở bên Novaland á, thì bây giờ cô là quản lý cấp cao ở một cái tòa building khác đó, và đã nghỉ ở Novaland cũng khoảng chừng 2 năm rồi. Thì qua theo như mà tôi hỏi thăm thì đối với lại một quản lý cấp cao ở một cái vị trí mà như vậy đó thì thu nhập có thể dao động từ 100 cho tới 150 triệu một tháng. Các bạn nghe thấy hết hồn, trời ơi, người Việt Nam mà kiếm được nhiêu đó tiền xài sao hết. Đó. Và một cái nhân viên mà chẳng hạn như là cấp thấp là cũng có thể thu nhập lên tới khoảng 20 mấy triệu một tháng rồi. Đó. Thì nếu các bạn có ước mơ và các bạn mà muốn xin vào những cái tập đoàn đó thì liệu rằng là các bạn chỉ cần siêng là được hay không? Thì tôi mới nói rằng là khi mà nói chuyện với cô này, các bạn biết rằng là cô đăng ký cái giờ học rất là quái quăng, đó là 12 giờ cho đến 2 giờ trưa, và tôi phải chạy rất là xa đến tận cái nơi cô làm để dạy cô. Thì cô lấy luôn cái giờ nghỉ trưa ở công ty để học đó, làm việc từ sáng cho đến chiều tối đó, mà còn thu xếp để mà nâng cao cái trình độ của mình. Thì lúc mà cô làm ở bên Novaland, cô nói áp lực cao hơn rất là nhiều, và sau khi cô nghỉ thì hiện giờ cái vị trí cô phải có ba là quản lý cấp cao khác để làm. Thì ngày xưa ngay cả người trợ lý cũng nói rằng là sao cô trâu bò quá vậy, đó. Thức chị giống siêu nhân quá đó. Thì thật sự ra nếu các bạn để ý, những người mà thành công họ làm việc ở một cái cường độ và một cái áp lực rất là cao, nhưng mà họ lại không có mà thể hiện ra một cái sự mệt mỏi nào cả đó. Họ mệt không? Mệt, nhưng mà các bạn gặp họ lúc nào họ cũng tươi tắn, thậm chí họ có thể ngồi nói đùa nói nhảm, họ chọc cho các bạn cười đó. Còn trong khi nhiều bạn khác cũng siêng năng, cũng làm việc từ sáng đến tối, nhưng cuối cùng rồi sao, không có thời gian đi học đó, hoặc là tới lúc đi học á, làm mặt cái như là xác chết trôi đâu xuống á, bơ phờ, rồi thậm chí có người còn nhập viện nữa kìa đó, truyền nước biển luôn chứ chịu nổi. Thì tôi hỏi rằng nếu mà thật sự, nếu so về cái khoảng thời gian làm việc, các bạn có áp lực bằng cái người quản lý đó không? Thật sự đó, có phải các họ họ chỉ làm ở trong công ty rồi các bạn tưởng là họ về nhà chắc họ ăn chơi, họ uống nhân sâm tầm bổ hả? Không, họ lại tiếp tục làm việc. Cô này cũng nói vậy, cô thu xếp về nhà sau khi cho con cổ ngủ xong là cổ lại mở laptop lên tiếp tục làm đó. Thì các bạn thử hỏi rằng làm sao họ có thể chịu đựng được là cái sức ép như vậy. Thì thật sự ra tôi nói với các bạn, nếu như các bạn mà có dịp ngồi nói chuyện thì tất cả những con người này họ đều là cái người
tay trắng và không dựa dẫm vào người khác để đi xin việc. Tôi nói cái thú vị đầu tiên là như vậy. Họ xuất phát từ những vị trí rất là thấp và họ cần mẫn, họ cầu tiến đó, và đặc biệt là họ không hề kiêu ngạo. Họ không cho rằng là họ là cái người mà coi như rằng là vô đối đó, và đó là lý do mà rất nhiều người yêu quý họ đó. Thì các bạn để ý đi, những người giỏi mà khi họ rời một cái công ty vì một lý do nào đó thì thậm chí rằng là quản lý cấp cao hay người sáng lập đã phải tiếp xúc để mà coi như rằng là gặp gỡ và giống như rằng là có một cái ân tình đối với họ đó, gọi là một cái sự ưu ái. Còn nhiều bạn vậy làm việc cày cất lực ra rồi sau đó nhiều khi các bạn thấy họ bóc lột mình xong cái lúc các bạn nghĩ họ cũng chẳng lưu luyến gì các bạn đâu đó, thì các bạn có thể đổ lỗi là tại vì xã hội hay tại vì vân vân, nhưng mà tôi nói các bạn đã không bao giờ đánh giá được cái vị trí của mình ở trong cuộc sống hay là trong xã hội, các bạn không biết được mình là ai đó, và từ đó các bạn để cho cái xã hội, để cho cái công ty, để cho cái ông sếp đó ông lại léo các bạn đó, lèo lái chứ quên đó, thì ông sẽ đưa các bạn sẽ bị thúc ép đi, các bạn phải làm những việc mà các bạn không thích, rồi các bạn cũng không có một cái thời gian hay này kia để cập nhật bản thân, và 10 năm, 20 năm cái năng lực của các bạn chỉ có nước là đi xuống. Tôi nói đi xuống nha, những người nào mà còn giữ được cái năng lực của mình như lúc mới ra trường là còn mừng á, còn nhiều người rằng là năng lực còn giảm sút, và đó là lý do mà các bạn có đi xin công ty khác chăng nữa thì các bạn cũng không kiếm được một cái vị trí mà tốt hơn đó. Vậy thì tôi nói rằng nếu như thật sự mà các bạn muốn thăng tiến thì cái yếu tố thứ hai nó vẫn là smart, là thông minh, và cái quá trình mà nâng cấp bản thân nó phải diễn ra hằng ngày, hằng tháng, hằng năm, và cứ năm sau các bạn nhìn lại các bạn phải thấy rằng là năng lực của mình nó vượt trội hơn so với năm trước đó, vượt trội. Công việc mà năm ngoái mình cảm thấy khó khăn và áp lực thì năm nay đối với mình là dễ như trở bàn tay, thì lúc đó rõ ràng là năng lực và sức bền của các bạn tăng. Cho nên những người mà hiện giờ ở những cái vị trí cao cấp đó, những người mà sáng lập những cái nơi mà lớn, thì thật sự ra ban đầu họ cũng chưa chắc họ hơn các bạn, nhưng cái sức bền và cái năng lực họ được up lên dần dần, và cái độ tuổi chín mùi á là khoảng chừng rằng là khi các bạn trên 30. Trên 30 thì lúc này rằng là cái năng lực của các bạn nó mới phát triển hoàn chỉnh đó, chứ còn 20 mấy thì tôi nói rằng là nhiều khi các bạn chỉ được cái nhiệt tình trong công việc thôi đó, chứ còn sức bền của các bạn nhiều khi vẫn còn yếu lắm. Thì một cái điểm nữa mà khi mà tôi nói chuyện với cô này, thì lúc mà cô rời Novaland, cô nói cô được vinh dự là ngồi ăn cơm với lại là chủ tịch và cố vấn của chủ tịch đó, thì đây là người sáng lập của Novaland, và cô nói luôn Novaland là một trong 10 công ty mà là đáng làm việc ở Việt Nam. Thì lý do mà là tại sao nó như vậy thì cô nói là cái chính sách ưu đãi, cái mức lương của Novaland chưa chắc rằng là cao hơn so với lại nhiều nơi đó, nhưng mà nó có một cái chế độ ưu đãi, thí dụ như rằng là những quản lý ở đây họ sẽ được sử dụng toàn bộ tiện ích của Novaland đó, toàn bộ các tiện ích. Thì trong cái buổi mà ăn cơm đó thì cái người chủ tịch mới là nói với cô là chú không có khuyên con ở lại. Thì lúc này tôi mới hỏi cô, trời ơi, quản lý mà một cái người mà sáng lập một cái người vị trí cao như vậy mà khi nói chuyện lại là chú cháu với nhau. Cô này cô gật đầu, cô nói đúng rồi đó, chú rất là coi như là dễ gần, chú rất là tốt đó. Thì cổ cũng gọi rằng là cái người ông chủ tịch là chú đó. Thì tôi mới hỏi rằng là vậy thì cái chính sách mà của Novaland là do ai xây dựng ra, thì cô mới nói rằng là do cái người đó đó, do chú đó, và chú là người rất là có tâm. Cho nên các bạn phải hiểu rằng một điều, một nhân viên mà họ muốn làm việc cho các bạn là do các bạn có đối xử với họ tốt hay không. Cho nên cái chữ chú cháu trong công việc thì đúng ra là nhiều người sẽ không nên dùng, họ thường dùng là tôi để khẳng định cái vị trí của họ và sự mạnh mẽ của họ. Hay có nhiều cái người mà thích ngồi ra vẻ bề thế
À, mà nhân viên người ta gặp chắc là người ta phải teo rúm lại thì vậy mới gọi là vị trí cao. Nhưng cũng có những người trong công việc họ rất là nghiêm khắc, trong công việc họ nói tiếng một tiếng hai là nếu mà các bạn không sửa đổi, các bạn làm việc mà nhơ nhơ là đuổi ngay đó. Nhưng mà ở một cái vị trí khi mà các bạn là người giỏi và các bạn là người mà được trọng dụng đó, thì thật sự ra khi các bạn được tiếp xúc với những người đó, họ vẫn có một cái tình, họ vẫn không phải là một cái người mà khô khan hay là một cái người mà quá ghê gớm đó. Và rất nhiều người quý họ là khi mà họ gặp một cái sự chân tình như vậy, họ muốn dốc sức vì một cái người chủ mà thương họ, một cái chủ mà đáng mến đó, chứ không phải là một người chủ trả lương cho họ. Nên nhớ như vậy đó. Và cái mối quan hệ này nó sẽ bền chặt, và thậm chí rằng là nhiều khi mình ra đi mà mình phải lưu luyến, mình phải nhớ cái con người đó, cái người sếp đó, cái người mà tốt với mình đó đó. Thì các bạn thấy rằng là tôi chú ý trong câu chuyện này đó là những điểm như sau. Nhắc lại, siêng năng, các bạn phải có một cái sức bền rất là khủng, và các bạn phải build up nó từng qua từng giai đoạn. Sự thông minh, đó là trình độ cũng như là khả năng xử lý tình huống của các bạn. Và cái thứ ba là cái tâm, phải có cái tâm làm việc, phải biết đối nhân xử thế thì người ta mới đưa các bạn lên vị trí cao dần. Cô này cổ nói rằng là lúc đầu cổ ra trường, thật sự ra thì cổ có người cô là giám đốc marketing của Unilever. Và người cô này nói rằng là sau khi ra trường thì để có gì là cô dắt vô làm, nhưng mà cô đã từ chối và tự đi xin việc làm một cái công việc mà trợ lý ở một cái văn phòng với mức lương khởi điểm là 2 triệu 3 đó. 2 triệu 3 thì năm nay là cái cô này cũng mới là ba mươi mấy tuổi thôi. Thì các bạn thấy rằng là một cái người mới ba mươi mấy tuổi mà đã nắm bao nhiêu quyền hành ở trong tay, rất là power như vậy đó. Và chấp nhận đi từ một cái bậc thấp, một cái mức lương đó 2 triệu 3, trong khi nhiều bạn bây giờ ra ngoài đòi mức lương 5 triệu mới làm, đó là tối thiểu. Thì tại sao mà những người này họ lại đó, họ lại cố gắng họ lên được, thì còn trong khi mình lại lên không được? Thì các bạn tự hỏi bản thân mình đó. Và đương nhiên là ở đây tôi cũng nói luôn, các bạn nói rằng là nó đương nhiên nó cũng có cái tố chất ở trong đó, tại vì từ cái việc mà học, tôi cũng nói luôn, nhiều người đến tận đại học vẫn còn có thói quen học như là hồi phổ thông học vẹt, cứ cái gì ở trên bảng là cũng ngồi để ghi chú và chỉ đọc đúng những cái sách mà là thầy cô cho mình, không biết tự mở mang kiến thức. Thời gian rảnh thì cứ coi ba cái linh tinh đó rồi đi chơi đi bời. Nói thiệt chứ sinh viên bây giờ cái tiếng nó hơi bị xấu. Hôm bữa tôi đi với một cái anh rap, thì trên đường đi đi ngang qua một cái trường đại học thì tôi thấy có một cái cô gái kia bạn chở mặc áo sơ mi trắng đó, gương mặt cũng rất dễ thương. Thì tôi mới nói với anh rap, công nhận sinh viên mặc sơ mi trắng nhìn nó hiền lành, nó dễ thương ghê anh ha. Thế anh rap rồi mới nói luôn, nó dễ thương vậy thôi chứ trong lòng nó ai biết mình là ác quỷ vậy. Cái anh mới kể, anh có anh này chắc cũng còn trẻ, thì anh mới nói rằng là anh có con bạn 4 năm đại học nó cặp với hai mươi mấy thằng đó, thì những thằng mà chắc là xử được nó thì cũng phải 4 5 thằng đó. Thì anh thấy không, bây giờ sinh viên nó lên đây cái nó cặp kè lẻ lắm đó, chỉ cần coi như là mấy tháng thôi là tụi nó dọn về chung với nhau luôn rồi đó. Thì tôi nói rằng là có nhiều cái diễn đàn sinh viên mà tôi đọc, tôi thấy rằng là cái đầu óc của sinh viên bây giờ nó hơi bệnh hoạn luôn đó, nó bệnh hoạn mà nó nhố nhăng. Nổi cái nạn mà lên mạng ra tướng công cộng mở mồm ra là chỉ thề là tôi đã thấy ghét rồi. Mà thật sự ra những con người này tới lúc đi làm thì chỉ có rung rung rồi luồn rồi cúi à. Đó, luồn cúi thôi đó. Rồi hả, cái nào là cái quan điểm sống, cái gì dọn về ở chung, giờ này đâu có còn ai quan trọng cái chuyện mà giữ gìn nữa hả. Dạ đúng là người ta không quan trọng cho lắm đó, nhưng đối với những con người mà xứng đáng mà thôi đó. Chứ còn rằng là cái dạng giống như là cái bạn của anh chàng rap rồi nói, người ta dạy, người ta cũng dạy tới 4 5 lần đâu,
người ta không phải là cái hàng buông thả. Cho nên anh thương anh yêu, ví dụ như đi thương một cái người nào đó ha, mà mình coi như lúc đó mình xác định rằng là tương lai lâu dài cái mình trao thân, ừ thì cái đó mình chấp nhận đi, rồi sau đó vì một cái lý do gì đó mình không đến được với nhau, không nói. Còn cái thằng này là mình dễ dãi, nhiều khi mới gặp nhau được có vài tháng ha là đã dọn về ở chung. Thì tôi nói rằng là nhiều bạn trong đầu nó có vấn đề, nó không phân biệt được cái gì là đáng và cái gì không đáng đó, và nó ngu, nó đần đến mức đó, mà nó cho rằng là, tại vì nói thẳng là bản thân nó là mất nết mà, cho nên nó bản thân nó cũng đâu có gì giữ gìn đâu, bây giờ nó ra ngoài nó chửi người ta đâu được, thì nó gặp những cái đó nó phải nhảy vô nó hùa theo đó, để nó bao biện cho bản thân nó là một cái thứ mà thối tha là như vậy đó. Thì tôi nói cái lối sống lệch lạc của cái giới trẻ bây giờ, hỏi làm sao mà thăng tiến. Thì tôi kể cho các bạn một cái chuyện vui, cô này cô kể tôi. Thì khi mà cổ làm ở bên Novaland á đó, đó, thì hôm đó cổ từ một cái trụ sở qua thăm một cái chi nhánh khác, thì thấy cổ đeo thẻ, lúc mà đi vô thang máy thì một cái anh chàng kia mới cà rỡ à, em nhân viên mới hả? Thì cô này cổ nhìn cổ nó luôn, này nó chắc nó không lớn mình được đâu, nhưng cổ vẫn để dạ, dạ em nhân viên đó. Thì anh này anh mới nói em có số điện thoại không cho anh, cái cô này cổ nói cổ không cho đấy, thế là không biết trả lục đâu ra cuối cùng rồi. Thì cái anh này đó lát sau đó, không biết lục đâu ra số điện thoại, sau đó ngồi nhắn cho cổ, nhắn lèo mấy tin luôn, rồi hẹn nhau rồi đi, rồi rủ cô này đi ăn, rồi anh đang ở dưới nè chờ em có gì em xuống lát nữa đâu, vô cái văn phòng giới thiệu. Thì lúc này là cấp trên đã giới thiệu đây là cô này là quản lý à. Và cái anh chàng vừa rồi á được là một nhân viên bình thường được giao vô trong cái team của cô này luôn. Thì lúc mà họp xong thì cô này cũng mới nhờ giữ anh đó lại, rồi cùng với lại cái người trợ lý của mình, thì cổ mới nói luôn anh tên gì, rồi anh sinh năm nhiêu, thế là lòi ra là nhỏ hơn cô này tuổi. Thì cô này cũng mới nó ba quay qua cô quản lý của nó luôn, đưa anh này trở về với nhân sự đi, trả này về với nhân sự đi. Thì anh này anh mới nói luôn, anh nói trời ơi cho anh cho em cơ hội, xưng em bây giờ chuyển qua xưng em, cho em thêm cơ hội đi đó. Thì cô này cô nói rồi anh hỏi là lý do mà tại sao lại như vậy, thì cô này mới nói anh không tập trung trong công việc, nội mà từ nãy giờ mà anh nhắn cho tôi là bốn tin đó, chưa tính rằng là anh nhắn tin cho người khác nữa, cho nên anh không tập trung cho công việc đó. Thế là anh này năn nỉ một hồi cho thêm cái cơ hội gì nữa. Thì cô này cũng mới nói là được, vậy thì mỗi ngày đi làm đưa cái điện thoại smartphone để lên bàn làm việc của cổ, rồi chiều đi làm về lấy, rồi mua cái điện thoại cùi bắp đó mà xài. Thế là suốt cô này cô nói luôn, cô lãnh cái vai trò đó ở cái chi nhánh đó 6 tháng, suốt 6 tháng trời anh này ngày nào cũng lên nộp cái điện thoại đó. Thì tôi nói nhiều bạn vậy đã ra ngoài đi làm, hồi trước lúc mà đi học không biết làm sao, nhưng sau này ra ngoài tôi gặp rất nhiều kẻ nịnh bợ rồi luồn cúi, hay là có một chút cái công danh, hay là có một chút cái thành công, hay là có một chút cái địa vị là đã coi thường người khác à. Rồi đó, chẳng hạn như rằng là nói thật với những anh này mà sau này lên làm quản lý, tôi nói may là cái cô này cũng là cấp cao, chứ còn những nhân viên cấp thấp, ví dụ cái cô gái nào xinh xinh, nhân viên mới ra trường, sinh viên mới ra trường xin việc, tôi dám nhiều khi nó dụ con ta lắm á, mấy thằng mà mất dạy như vậy nhiều khi nó dụ con ta đó, rồi không chiều nó coi nó đi hay là này kia, rồi nó cho con ta nghỉ việc. Cho nên tôi cũng mừng là những cái tên như thế này chắc cả cả đời nó cũng không có khó, ở những cái nơi lớn nhiều khi nó cũng khó lên làm cái vị trí cấp cao lắm, tại vì năng lực của nó cũng chỉ là thật sự là một cái người trung bình đó, mà về đối nhân xử thế như thế này là thua. Cho nên gặp những người mà có tâm, những người sếp mà tốt thì tôi dám cá những tên này không bao giờ có cái cửa thăng tiến được, trừ phi là nó nhận ra mà nó sửa được cái tính của mình. Vậy thì các bạn hiểu rồi ha, cho nên thành hay bại ở trong sự nghiệp của mình nó có rất nhiều thứ, chứ không phải chỉ có cái tấm bằng của các bạn mà ra, và từ cái nhân cách mà các bạn sống như thế nào
thì người ta sẽ yêu hay người ta ghét. Những cái thậm chí nhiều khi tôi nói luôn, có nhiều bạn tưởng đâu rằng là mình được nhiều người được yêu mến, nhưng các bạn phải nhìn coi xung quanh mình, bạn bè của mình nó là thành phần nào ha. Nó là một cái loại mà bay dơ, cái loại mà ăn chơi, cái loại mà lông bông. Thì tôi nói 100 thằng bạn như vậy cũng vô dụng, những thằng đó đều là ăn hại. Và đương nhiên rằng là mình kết bạn với nó thì mình nói nhăn nói cùi, nhiều khi trên Facebook nó nhào vô like khí thế, tại bản thân tụi nó là những thứ rảnh rỗi thật sự. Còn các bạn kiếm được những người bạn mà thành công, các bạn ngồi nói chuyện với họ thì các bạn học được biết bao nhiêu là thứ. Nhưng xin lỗi, chứ các bạn muốn trở thành bạn của những người thành công thì bản thân các bạn cũng phải thành công đã. Chứ còn xin lỗi với các bạn là những người mà bá dơ thì các bạn không bao giờ có cái chuyện mà ngồi chung cái mâm với người ta được, không có hợp gu đó. Mở mồm ra chửi thề thì làm sao mà mình ngồi chung với những người mà người ta làm ăn đó, chân chính được, người ta không có chửi thề giống mình đó. Và mình là một cái con người mà tối ngày tìm lý do để bao biện, thì làm sao mình ngồi với những người mà dám chịu trách nhiệm. Mình là một cái kẻ nịnh hót dựa dẫm thì làm sao mà mình dám ngồi chung mâm với lại những cái người mà tự lập và tự vươn lên được, không hợp luôn nha. Cho nên 100 thằng bạn ba dơ thì các bạn cũng phải là ba dơ đó. Vậy thì coi lại luôn cái việc kết bạn của mình đi nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video lần này, hy vọng nó có những cái chia sẻ bổ ích. Chào và hẹn gặp lại.